Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp và mình review một cái hub chuyển đổi USB nha. Thì cái này nó sẽ mở rộng ra cho mình được nhiều cổng USB nha. Thì cái sản phẩm này là của Gojot nha. Gojot. Rồi, mình mở hộp cái sản phẩm ra cho các bạn xem nha. Đây, bên trong này mình có một cái hub chuyển đổi USB nha. Nó sẽ mở rộng ra cho mình cổng USB. Thì cái này cái mình có thể sử dụng cho laptop được nha các bạn. Đây là nó có cái dắt TPC nè, cái cổng TPC đây nha. Đây, cổng TPC nha. Để mình lấy nét lại cho các bạn xem rõ nha. Đây, cái cổng TPC. Cái này mình sẽ nối vô trong cái laptop nè. Rồi. Để mình mở ra luôn đi. Còn cái đây là cái đầu USB nha. Đầu USB này là mình sẽ kết nối vào trong cái máy tính nha. Đó, máy tính thì tùy theo mình kết nối cổng ví dụ laptop thì mình kết nối bằng cái cổng TPC. Còn cái này mình sẽ gắn nối tiếp như thế này đó, để mình cắm vào trong cái máy tính nha, thì nó mở rộng cho mình được ba cổng USB nha. Ba cổng USB thì cái này ba cổng thì có một cổng là 3.0 nha, còn hai cổng kia đó là 2.0 Gojot nha. Thì được bốn cổng USB luôn các bạn. Ở đây nó có thêm một cái cổng USB bên đây nữa nè. Vậy là nó mở rộng cho mình được 4 cổng USB nha. Thì cái sản phẩm này á, mình mua là với giá thì chỉ có 100 cành luôn các bạn, là tiền ship về luôn á. Có 100 cành nè. Của Gojot nha. Khá là tiện lợi nha. Đó do mình mua là để mình trải nghiệm, để mình sử dụng tay game nè. Đó, ví dụ như mình sử dụng tay game thì mình sẽ cắm vô cái đầu TV box nha. Đó thì nó mở rộng ra cổng nè. Đó mình gắn cái tay game dây á nha. Hoặc là mình mở rộng cổng USB của máy tính thì mình sẽ ra là một cổng, là mình sẽ sử dụng dắt loa hoặc là đèn led nè, hoặc là chuột thì mình cắm dưới đây, rất là tiện lợi nha các anh chị em của Gojot nha. Chỉ có 100 cành thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp các bạn những video review tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.